Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn thưởng thức âm thanh rất mạnh mẽ, rất uy lực và cũng rất sinh động của cặp loa Đờn Ông có model là R88Z. Cặp loa này đang ghép với chiếc âm ly Sansui 907i Mode Limited. Loa Đờn Ông và âm ly Sansui 907 đang có tại trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Huyền Đông Anh. Nếu quý vị quan tâm, xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Vâng, quý vị và các bạn vừa thưởng thức âm thanh của cặp loa Đờn Ông R88Z. Cặp loa này hiện đang có tại Hùng Huyền Đông Anh và đang được bán với giá là 15.500.000 đồng. Tôi xin nhắc lại, nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm loa Đờn Ông R88Z và âm ly Sansui 907i Mode Limited thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477.